Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cho tới thời điểm này thì chúng ta chưa ghi nhận ca mắc virus Ebola nào tại Việt Nam, nhưng với một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đang gây ra một vụ dịch tồi tệ nhất trong lịch sử các nước Tây Phi vào thời điểm này thì có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới có thể chủ quan. Và dù chúng ta đã từng có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm như là SARS, dịch tả hay là cúm AH5N1, H1N1 thì Ebola dường như có sức mạnh hơn và có sức hủy diệt lớn hơn rất là nhiều. Và để làm rõ hơn điều này thì trong chương trình Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, là giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của kênh VTC14. Thưa ông, là một người đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với và ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm lây truyền vào Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về dịch Ebola và nó có thực sự nguy hiểm như là những gì chúng ta được nghe trong những ngày vừa qua không ạ? Thật sự thì virus Ebola là cái gây ra căn bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm. Ở chỗ là cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và điều đặc biệt là cái nguy cơ tử vong có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rõ về bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống thì chúng ta vẫn có khả năng ngăn chặn được. Vâng, ông vừa nói là cái khả năng gây tử vong rất là cao, 90% đúng không ạ? Vì vậy là cũng có thông tin cho rằng là đây là một virus rất nguy hiểm và có thể gây ra đại dịch và thậm chí là nguy hiểm hơn cả HIV. Ông có thể lý giải cụ thể hơn ạ? Thực tế thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cái công bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh dịch này, nhưng mà cho đến hiện nay thì chúng ta cũng chủ yếu ghi nhận các ca bệnh và cũng gia tăng rất nhanh ở bốn nước của khu vực Tây Phi. Trong khi đó thì trên phạm vi toàn cầu chúng ta chỉ ghi nhận một số trường hợp, có một trường hợp ở châu Âu và một số trường hợp ở Mỹ. Chứ còn ở các nước châu Á hiện nay của chúng ta cũng còn rất xa vời, nhưng mà thật sự thì cái nguy cơ tiềm ẩn để đột nhập hoặc là xâm nhập vào các nước là có thể. Tuy nhiên cái khả năng lan tràn như thế nào thì tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng ứng phó của mỗi quốc gia và của toàn cầu. Vâng, một câu hỏi nữa là tôi thấy ở trên mạng internet thì đăng tải rất là nhiều những cái hình ảnh về các bệnh nhân được cho là nhiễm virus Ebola khá là gây gây sợ. Ví dụ mặt rất là nhiều mụn rồi. Có đến mức nguy hiểm như thế không nếu mà mắc virus Ebola? Thực tế thì những bệnh cảnh lâm sàng nó rất rõ rệt như vậy. Tuy nhiên thì cái điều đó là giúp cho các cái nhà chuyên môn để chúng ta nhận biết được những cái bệnh cảnh lâm sàng để chúng ta có thể hướng tới nghi ngờ và chẩn đoán. Những hình ảnh ấy chỉ dành cho nhà chuyên môn chứ không phải dành cho phương tiện truyền thông đại chúng. Cho nên hy vọng rằng những hình ảnh ấy không nên làm đưa lên quá nhiều để cho người dân quá lo sợ và hoang mang. Thực tế thì chúng ta không chủ quan với dịch bệnh nhưng mà cũng không nên làm cho người dân lo sợ và hoang mang với bệnh này. Vì chúng ta hoàn toàn vẫn nằm trong cái tầm khống chế và hôm nay thì chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới là cũng nói rằng cái khả năng xâm nhập vào Việt Nam không phải là quá lớn đến nỗi mà chúng ta quá hoang mang lo sợ. Vì vậy chúng ta bình tĩnh để khống chế được dịch bệnh. Vâng, được biết là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì đã được Bộ Y tế lựa chọn là một trong những đơn vị chủ lực sẽ là nơi thu dung những cái bệnh ca bệnh nghi nhiễm virus Ebola nếu có tại Việt Nam. Ông có thể cho biết là đến thời điểm này thì cái sự chuẩn bị của bệnh viện là như thế nào? Cho đến nay thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được giao nhiệm vụ là cái đơn vị tuyến đầu để đón nhận những ca bệnh đầu tiên nghi ngờ mắc Ebola. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một mặt là chúng tôi triển khai xây dựng cái kế hoạch phòng chống bệnh dịch dựa trên cái kế hoạch phòng chống dịch của Trung ương, với cái việc thành lập cái ban phòng chống dịch ở bệnh viện. Thứ hai là chúng tôi tập trung cho chuẩn bị sẵn sàng các cái phòng ốc cách ly theo đúng cái quy chuẩn cho các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thứ ba là chuẩn bị sẵn sàng thuốc men cũng như trang thiết bị để mà điều trị cấp cứu cho những cái trường hợp mà chúng ta chẩn đoán hoặc nghi ngờ chẩn đoán là Ebola vào được cách ly tại bệnh viện. Và chúng tôi cũng đã xây dựng cái phác đồ, cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trình Bộ Y tế ban hành để mà ứng dụng trong phạm vi cả nước. Và chúng tôi cũng thành lập những cái đội ứng cứu gọi là đội cấp cứu lưu động để mà có thể sẵn sàng xuống các cái địa phương khi mà có dịch xảy ra để mà giúp cho có thể thành lập được các bệnh viện dã chiến tại chỗ mà ngăn chặn bệnh dịch. Mọi sự chuẩn bị không bao giờ là thừa, nhưng mà Ebola với Việt Nam thì có vẻ như là một dịch bệnh còn khá là mới. Ông có tự tin rằng với những sự chuẩn bị của chúng ta hiện tại thì có thể đáp ứng được khi mà có xuất hiện những cái ca bệnh Ebola tại Việt Nam không ạ? Với những kinh nghiệm phòng chống các dịch bệnh mới nổi ở Việt Nam, đặc biệt là sau cái khống chế thành công dịch SARS, chúng ta cũng đã đúc rút nhiều kinh nghiệm và đã trải qua những cái vụ dịch mà lan tràn khắp toàn cầu như là H1N1, thế rồi những dịch bệnh còn rất nguy hiểm như là H5N1, thì chúng ta cũng, tôi cho rằng chúng ta cũng đủ có khả năng để mà có thể phát hiện và tổ chức khống chế, bởi vì chúng ta có một sự liên kết liên ngành với một cái ban chỉ đạo rất có cái kinh nghiệm, và điều đặc biệt là cái chính quyền các cấp đều vào cuộc
và chính phủ cũng vào cuộc ngay từ rất sớm, chỉ đạo cho tất cả các bộ ngành cũng như là các địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch xảy ra. Và với những kinh nghiệm trong những năm vừa qua như vậy thì tôi cũng tin rằng nếu như có dịch bệnh thì chúng ta cũng sớm có thể cách ly và cố gắng khống chế không để dịch lan tràn. Vâng, hiện nay thì có những cái thông tin về một số cái loại thuốc, ví dụ như là dầu tràm này, nước muối hay là cồn thì có thể giúp chúng ta phòng chống được Ebola. Cụ thể thì công dụng của chúng như thế nào? Thực tế thì khi một bệnh nó chưa có thuốc phòng và chưa có thuốc chữa thì rất nhiều tin đồn nhảm có thể đưa lên trang mạng được. Nhưng mà phải nói rằng con virus nó nằm trong máu người và những cái đó nó chỉ ở bên ngoài, thì làm sao có thể đột nhập vào cơ thể, đưa vào trong cơ thể để mà diệt con virus được. Cho nên cái đó có thể sử dụng những cái thuốc, mà những cái chất sát trùng để mà rửa tay. Thì cái đó thì chúng ta có thể vận dụng hàng ngày để dự phòng, còn không phải là những thuốc để chữa bệnh được, vì nó chỉ ở ngoài da chúng ta. Trong khi đó virus này ở trong cơ thể, trong các cơ quan của con người thì những cái chất đó không ngấm vào trong người được. Chúng ta nói rằng là không thể chữa được thì điều đương nhiên rồi, bởi vì là thế giới người ta còn chưa tìm được ra thuốc chữa, đúng không ạ? Nhưng mà tôi được biết là virus Ebola có thể lây truyền qua môi trường, đúng không ạ? qua môi trường trung gian. Vậy thì những cái chất đó chúng ta có thể khử trùng một cách tuyệt đối để không để lây nhiễm. Hiện nay thì những cái chất mà khử trùng chúng ta cũng có đủ trong các cơ sở y tế, và những cái chất đó có hiệu dụng hơn rất nhiều. Và chúng ta cũng biết rằng con virus này là con virus yếu với cái ngoại cảnh và ra cái môi trường mà với nhiệt độ từ 56 độ C trở lên thì nó có thể chết trong vòng 30 đến 45 phút. Thế còn tất cả các cái sát trùng, thuốc sát trùng ngoài da như là chloramin B hoặc là cồn iốt hoặc là cồn 70 độ thì hoàn toàn có thể tiêu diệt con virus này. Vì vậy cho nên là chúng ta phải vận dụng đúng những cái kiến thức và những cái chất có thể dùng được trong y tế. Và những cái đó chỉ là để sát trùng ở trên da, và nói chung là để rửa tay, chứ không phải là cái thuốc để mà đưa vào cơ thể để mà tiêu diệt virus được. Đó là những cái thông tin về dự phòng. Vậy thì trong trường hợp nếu mà nghi bị nhiễm virus Ebola thì xử trí như thế nào? Thực ra mà nói thì cho đến giờ phút này chúng ta chưa có vaccine, cho nên cách dự phòng ở đây chủ yếu là chủ động phòng tránh, cắt cái đường lây của cái con virus này. Và chúng ta biết rằng virus này lây trực tiếp do tiếp xúc với máu và dịch cơ thể của cái người bệnh hoặc nghi mắc bệnh hoặc là những động vật mắc bệnh bị chết. Và thứ hai là tiếp xúc gián tiếp qua cái việc là cầm nắm vào những cái vật dụng mà có chứa máu và dịch bị nhiễm con virus này của cái người bệnh. Và vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu cái đường lây của con virus này là lây qua đường máu do tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể, chứ không phải là lây qua đường hô hấp giống như SARS, giống như cúm. Và vì vậy cho nên cái việc phòng chống ở đây là chúng ta vận dụng các biện pháp dự phòng lây truyền theo đường máu. Có nghĩa là gì? Tránh tối đa không tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch của cái người bệnh trong quá trình chăm sóc hoặc là với những người nghi. Và thứ hai là chúng ta khi mà chế biến các thực phẩm mà chúng ta không rõ nguồn gốc, mà đặc biệt là những cái thực phẩm nhập lậu chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải đi găng. Tất nhiên đây là cái găng vệ sinh để chúng ta ít nhất là hạn chế không tiếp xúc trực tiếp vào đó. Và thứ ba là gì? Hạn chế cái tiếp xúc gần với người bệnh, có nghĩa là khi có người ốm đau thì chúng ta cũng không nên thăm nom nhiều. Và cái thứ tư là cảnh giác, và khi chúng ta có nghi ngờ các triệu chứng mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được cách ly kịp thời và được tư vấn cũng như là điều trị kịp thời để giảm cái tỷ lệ tử vong. Vâng, xin được một lần nữa cảm ơn những thông tin hết sức là bổ ích của Phó sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính đến từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình.